Sau đây là 7 điều khác nhau giữa thị trường chứng khoán và thị trường coin hay còn gọi là crypto. Điều đầu tiên đó là thị trường chứng khoán chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật sẽ được nghỉ và nếu mà có những ngày lễ Tết thì sẽ nghỉ luôn. Và trong một khung giờ nhất định, ví dụ như là thời gian giao dịch trong sàn HOSE sẽ là từ 9 giờ đến 14 giờ 45 trừ thời gian nghỉ trưa. Do đó thì thị trường chứng khoán sẽ giao dịch tầm 250 ngày một năm. Trong khi đối với thị trường crypto thì giao dịch diễn ra mỗi ngày mỗi giờ 24/7, không lễ Tết, không có ngày nghỉ, không lúc nào thị trường nghỉ ngơi hết. Điều số 2 đó là sau khi khớp lệnh thì 3 ngày sau, tức là T+3, thì chứng khoán mình mua mới về tài khoản và mình mới có thể sử dụng được để giao dịch. Còn crypto là thị trường giao ngay, tức là sau khi mà khớp lệnh thì bạn có thể sử dụng đồng coin hoặc là đồng token đó ngay lập tức. Điều số 3 là thị trường chứng khoán sẽ có biên độ dao động tối đa, ví dụ như là 7% đối với sàn HOSE và 10% đối với sàn HNX v.v. Đại loại là trong phiên dù có biến động ra sao thì cũng không quá từng đó phần trăm. Còn đối với crypto thì là không giới hạn. Điều số 4 đó là trong thị trường chứng khoán mà để tham gia giao dịch thì các bạn cần tạo tài khoản qua những bên môi giới. Còn đối với thị trường crypto thì bạn có thể tự mình tạo tài khoản, tự mình KYC, tức là xác minh danh tính như là gửi thông tin cá nhân cho sàn để xác minh á. Hoặc là bạn muốn không cho người ta biết thông tin, bạn muốn ẩn danh mà vẫn giao dịch được thì có thể tham gia những sản phẩm của tài chính phi tập trung là DeFi. Điều số 5 đó là thị trường chứng khoán hoạt động dựa trên những quy định của pháp luật và có Ủy ban Chứng khoán Việt Nam điều hành. Còn thị trường crypto thì cơ bản là không có luật, mọi người có thể tự do giao dịch và bị một cái là nếu như bạn mất tiền thì kêu trời thôi, bởi vì không có một ai bảo vệ hay là chứng nhận hay là đòi lại tiền cho bạn đâu, tự trách bản thân mình thôi. Và đối với thị trường Việt Nam nói riêng thì có lẽ thị trường crypto đang nằm trong vùng xám. Điều số 6 đó là bên thị trường chứng khoán thì số lượng sàn giao dịch có lẽ là ít hơn thị trường crypto khá là nhiều. Ví dụ như là ở riêng thị trường Việt Nam đi thì sẽ có 3 sàn lớn chủ yếu chính thống, đó là HOSE, HNX và Upcom. Còn đối với crypto thì số lượng sàn giao dịch nhiều hơn. Có những sàn giao dịch tập trung hay còn gọi là CX là các bạn có thể lên đó đăng ký tài khoản và xác minh danh tính để giao dịch, ví dụ như Binance, Huobi, FTX, v.v. Còn nếu mà các bạn muốn giao dịch ẩn danh thì lên những sàn phi tập trung hay còn gọi là DX là PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, v.v. Và điều số 7 đó là với chứng khoán thì mỗi quốc gia sẽ có một bộ luật riêng cho thị trường chứng khoán của nước đó. Ví dụ như là chứng khoán Mỹ sẽ có những điều luật nó khác so với bộ luật chứng khoán tại Việt Nam chẳng hạn. Còn đối với thị trường crypto thì sẽ là global, toàn cầu. Ví dụ trong thị trường crypto có một cái đổi mới, một cái thông tin gì đó đi, thì mặc dù bạn có đang ở Việt Nam hay ở Mỹ hay ở Singapore hay là Ấn Độ, Châu Phi thì cũng tiếp nhận thông tin y chang như vậy. Bởi vậy cho nên ở trong thị trường crypto có những cái global conference là tổ chức ở nước nào đi chăng nữa thì người ta bay qua nước mình, người ta nói, người ta trao đổi những cái thông tin mình vẫn hiểu. Đó, cho nên thị trường crypto là phi tập trung và toàn cầu. Ok, bởi vì mình không phải là dân chứng khoán cho nên không biết mình có nói sai hoặc là thiếu sót gì không, thì các bạn có thể góp ý cho mình ở bên dưới phần comment nha.